Ngày hôm nay, hành trình Con đã lớn khôn sẽ đưa chúng ta đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, nơi luôn tràn ngập tiếng cười của ba cô nàng đáng yêu là những người bạn thân cùng học chung một lớp. À, Úc Nhung gọi. Có chuyện gì vậy ta? Alo, nghe Úc Nhung ơi. Có ba đứa bé nhà không? Có bóng với Na với Quỳnh luôn. À, Úc Nhung gặp ba con nè. Ôm nhau mai. Quỳnh với bà Na với bóng ra đây, Úc Nhung tặng cho Quỳnh nè. Khách thân. Quà dễ thương lắm. Ôi, đỡ mẹ dẫn con qua đây. Nhưng mà bây giờ như vậy, cơ quan mẹ có việc, bây giờ mẹ chạy lên rồi mẹ chạy về liền nhé. Bây giờ Úc Nhung tặng ba món quà cho tụi con, thì bây giờ tụi con cũng phải có quà tặng qua cho Úc Nhung đúng không? Rồi, bây giờ mình cầm ba trái mít này qua tặng cho Úc Nhung nha. Dạ, con đi xe ạ. Bây giờ ai ôm trái mít này đây? Rồi bây giờ mẹ phải đi liền. Có vẻ rất hào hứng, nhưng đột nhiên bỗng lại đổi ý vào giờ chót. Dẫn mấy con qua đây vậy, mấy con nữa về mà. Nhưng mà không kịp. Quỳnh là một cô nàng rất sợ người lạ, nên có chút hơi lo lắng. Dắt này là tôi tốt lắm. Đúng rồi, xuống đây mẹ dắt lên. Sao nuôi dạ thôi, mình chạy lại nuôi em, có gì đâu mà. Rồi, chúc mấy bạn đi nhận quà vui vẻ nha. Rồi mẹ làm vui vẻ, mẹ rước mấy bạn về nha. Đi sát lề phải con nha. Sợ người lạ. Sợ người lạ. Không nào Quỳnh, đừng sợ nữa. Em Quỳnh xinh nhanh quá. Anh sẽ nhảy xe Quỳnh Anh về rộng đều vậy chưa? Qua một lát về theo mẹ má. Dạ. Đi theo mẹ nhanh thôi. Không Quỳnh đi nhanh quá. Không Quỳnh đi nhanh chứ vậy đi. Đã được lên dây cót tinh thần, nhưng ngay khi mẹ vừa đi khuất thì... Điểm lớn nhất của cô này là sợ người lạ. Có lẽ nguyên nhân cho sự bất an của Quỳnh là đây. Có cái chú kia kìa. Được chú tốt bụng nhận lời bảo vệ, cô nàng đã yên tâm hơn để tiếp tục hành trình. Sóng gió vừa qua đi, tưởng từ giờ trời sẽ yên bể lặng thì sự cố lại đến. Đúng là bất rụng rồi đó. Chịu tới là bây giờ bạn phải bạn có anh nó dớt cho kia rồi kìa. Chú dớt rồi. Dớt rồi kìa. Đợi thôi. Rồi anh không biết làm sao mà khiêng được quả mít này lên á. Không có nhà ông nhung trước tay. Giờ thì nội bộ bắt đầu có chút lục đục khi chẳng ai chịu giải quyết vấn đề. Quỳnh thì mà vẫn cứ khóc. Giờ Na biết làm gì bây giờ? Và cuối cùng Na đành phải ra tay. Một tay luôn. Nặng hơn nàng ấy nghĩ. Trong lúc Đông Quỳnh chạy đi tìm người giúp đỡ thì Bống đã quyết định quay lại để giúp Na. Giỏi quá. Rồi sao, rồi sao? Có vẻ chiếc xe đạp lại không hợp tác lắm thì phải. Và giờ thì cô gái mạnh mẽ nhất đã vỡ òa. Dù rất hiểu cho nỗi lòng của Na, Bống và Quỳnh chỉ có thể... Cố lên Na lớn. Em sẽ đạp sao bạn biết cái chơi gì đó. Kêu Quỳnh cũng giúp Na.
cuối cùng là một ý kiến đã được đề xuất. Và kết quả của cuộc tranh luận là bắt bạn nhỏ nhất. Bà bóng mà quyết tâm lắm. Bạn ấy cũng là người đẩy xe luôn đó. Tuy đã dứt áo ra đi, nhưng Na vẫn không yên tâm khi để hai cô bạn tự xoay sở một mình. Hòa bình lập lại, cả ba lại tình thân mến thân lên đường. Không cạnh ngựa cho mình đâu. Ông phải làm chè ông nông cũng tặng, làm sớm ông nông cũng tặng cho mới đúng. Lúc này, bỗng lại có một nỗi lo khác. Xem ra ranh giới giữa người tốt và người xấu khá mong manh. Nhìn như kia không lạ, ông không sợ mới lạ đó. Bấm nhà nào. Bấm lên vô tụi mình ơi. Bạn đâu có danh nổi đâu mà nhỏ xíu à. Không danh vội tụi mình nhận bóng đến điện được không? Không danh vội. Bạn đang cầm hai cái này nè, làm sao bằng. Cái nổi tối vậy đúng không anh? Tối vậy đúng không anh? Nè, cầm cái này cho bạn. Không. Rồi anh thay nhau cho bạn đại. Với sự đồng lòng của cả ba, mọi thứ thuận lợi thêm được 50 mét nữa thì ba bạn không nhanh. Ba chi nặng quá, mẹ bảo mua nặng quá. Chưa đi mà nặng như thế này. Nặng quá. Ây da, ây da, nặng quá. Cái bạn bự nhất, thể lực tốt nhất thì bạn không chịu buông cái giỏ của bạn ra. Bạn chỉ xách một tay thôi. Bạn không áo kìa. Biết thầm thời trang không liên quan đến thời tiết đấy. Em gái này cho chưa mua lo ông quần. Em chạy đi thôi. Còn ông nữ là nhà mình lên trên đó đi anh. Trời sắp mưa rồi. Trời sắp mưa rồi. Trời sắp nắng rồi. Đúng là với ba cô nàng này thì mọi thứ đều trở thành chủ đề tranh luận. Rồi một tay dắt xe, một tay giữ mít luôn. Ba mẹ muốn xe đạp đó, nó xe đạp với mua bạn đi, nó chạy nhanh lắm á. Xe này hư quá. Đừng có mua xe màu đỏ nữa, xe màu đỏ nó hư lắm. Lên cái tầm này nó mới vải á. Đây nào các bạn sắp đen quắn chỗ Úc Nhân mày đó đây nào. Ôi trời 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 trời. Xe leo lề. Tại các bạn ấy chưa biết phân công ra, đúng ra như lúc đầu á, là một bạn dắt xe, một bạn giữ quả. Cứ như thế này thì số phận của quả mít sẽ đi về đâu đây, các bạn nhỏ ơi? Mẹ này vừa tới đây đem bận chụp ba. Bà mẹ của bà mẹ bấm chạy bận chụp ba đây. Bấm bận chụp ba đây. Mẹ mua trái gì bận chụp ba. Câu trả lời phũ phàng của bóng đã khiến cho tình bạn của cả ba lại gặp phen sóng gió. Quá đà viên. Con trời đó coi, con mặc áo đầm mà tội con quá. Lên, mấy bạn tại ghét chi lệ lên, đặt con xe nhà Úc Nhung. Bạn bóng đi. Bạn bóng hả? Không được nào. Bóng là mẹ thẳng con được mạnh nè. Anh không được dặn bóng nè nè. Đó, đi nè. Đó, bạn Quỳnh bắt đầu bình tĩnh lại rồi. Bạn bình tĩnh là bắt đầu bạn ấy thể hiện được cái thủ lĩnh của mình. Hãy bỏ cho mình đi. Này nè. Nhìn nào đâu có chết bạn gì đâu đâu. Chúng ngày hoài à. Phải bỏ mâm lên bỏ cho mình à. Xem ra tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Bà bóng khóc luôn hả con? Này em nổ mình. Trời bỏ mâm lên để vừa mới bạn nè. Mình ra mới bự nhất nhưng mà ba nhõng nhẽo thấy thương quá.
khóc một lần là nàng khóc một lần vậy đó. Giữa lúc tình hình căng thẳng thì một cơn mưa bất ngờ ập tới và tạm thời chia rẽ bộ ba. Cơn mưa bất chợt như tưới mát tất cả mọi vật, lòng người cũng bắt đầu nguôi ngoai. Và ai đó đã chủ động. Trời ơi, Quỳnh dễ thương quá luôn á. Bóng biết lỗi với Na chưa? Hòa bình đã lập lại, mâu thuẫn được giải quyết, nhưng nước mắt của Bóng lại rơi. Và lý do của cô nàng chính là... Với nỗi niềm khó nói cần phải được giải quyết nhanh, cả ba quyết định sẽ mặc áo mưa và tiếp tục hành trình đến nhà Út Nhung. Cứ loay hoay với chiếc áo mưa, cuối cùng thì trời cũng đã tạnh hẳn, cả ba quyết định cứ thế mà lên đường. Nàng đã có sự thay đổi rồi đó. Không, thực ra nàng này từ ban đầu là bạn đã sốc vác như vậy rồi. Nhưng có cái là bạn ấy tính, bạn ấy theo anh nghĩ là bạn là người rất là lanh lẹ, nên là cũng mau bốc hỏa lắm. Tưởng chừng như một lần nữa chiến tranh sẽ bùng nổ thì một chú người tốt đi ngang qua đã phát hiện ra và giúp ba bạn nhỏ giải quyết gốc rễ của vấn đề bằng cách rất đơn giản như thế này đây. Giờ thì vấn đề về quả sầu riêng rắc rối đã được giải quyết rồi. Bà bạn nhỏ an tâm tiếp tục lên đường thôi nào. Trời đất ơi, cái bộ đồ của chị Na tôi kìa. Nữ hoàng thời trang bây giờ tơi tả rồi. Tơi tả luôn. Thấy chưa, có sự thay đổi liền, xin lỗi bạn quên. Đây, sống. Hôm nay đã đặt từ cột của mình lên lớn. Đây là xấu lắm. Cuối cùng, trái mít đã được vận chuyển đến nơi Út Nhung. Và cả ba bạn nhỏ đã quá hào hứng đến nỗi phải gọi thật to thế này. Rồi, tôi nhìn bộ đồ của bà Na tôi thấy tội ghê. Người ta nói là thời trang không liên quan thời tiết, nhưng mà thời tiết nó giết thời trang. Nhưng đây đâu có phải là Út Nhung. Thì ra Út Nhung đã phải đi công việc đột xuất, chưa về kịp. Vậy là ba bạn nhỏ đành ngồi đợi vậy. Vì Út Nhung không về kịp nên nhờ người tặng cho ba bạn mỗi bạn một chú thỏ đáng yêu. Bây giờ muốn thỏ không màu vàng. Bây giờ con thỏ này nó chưa có lòng, giờ mẹ bé mua lòng cho nó nha. Dạ. Ông nó không sao đâu. Nó sợ thỏ nha. Ta nói là không sợ thỏ mà. Ê, con thỏ là nó chết đó. Nhưng Na lại là một cô nàng vốn rất sợ động vật, thì không biết hành trình trở về sẽ như thế nào đây. Khi mà cả ba sẽ phải ôm ba chú thỏ trên tay, đi khoảng 700 mét mới tới được chỗ mua lồng cho thỏ. Còn đây là cách vượt qua nỗi sợ động vật của Na.
Để có thể vận chuyển những chú thỏ về an toàn, cả ba đã quyết định gửi xe đạp lại chỗ Út Nhung. Đoạn đường này còn dài hơn lúc nãy đó. Có lẽ quá hào hứng với những người bạn mới, Quỳnh và Bống đã quên mất cô bạn Na đang dò dẫm từng bước ở phía sau. Sợ quéo hết cả chân lại rồi. Bầu trời đang trở nên xám xịt, nhưng với vận tốc như thế này thì không biết ba bạn có kịp về đến nhà không đây. Đó, quen rồi, bắt đầu mặt tươi rồi, tươi rồi. Xem ra Đông Quỳnh rất biết cách để cổ vũ tinh thần cho hai cô bạn của mình đấy. Trời ơi, bạn Quỳnh bạn hay quá. Bây giờ Quỳnh mới thể hiện được cái vai trò của mình đó. Mình sẽ ăn cỏ nha. Thì không có đẹp được. Một sự trùng hợp đến lạ lùng, cả ba vừa nhắc đến chuyện tìm thức ăn cho thỏ thì một chú bán cà rốt xuất hiện rất đúng lúc. Chào con, chú bán rau nè, mấy đứa mua rau cho chú đi. Dạ. Ủa, bọn con có con gì đấy? Con thỏ. Con thỏ á? Thỏ thích ăn cà rốt lắm á. Mẹ con chú. Con ăn thử nha. Giờ thì ông chú bán sau mới lại đưa ra lời đề nghị. Con này cho chú nha, rồi chú cho con một đống cà rốt về cho hai con kia ăn. Bây giờ đổi con này cho chú nha, rồi chú cho con một đống cà rốt về cho hai con kia ăn. Cô không được chỉ cho mấy đứa chứ. Chứ bây giờ hai ba bạn mang thỏ đi đâu? Thôi, gọi lại đây. Này con đưa đây để chú cho ăn, chú cho nó ăn thử con. Nó mệt rồi. Nó mệt nhưng mà nó đói nữa, phải cho nó ăn chứ. Nha. Đó, hai đứa về đây chú cho cà rốt cho thỏ ăn nè. Trước sự kiên định của cả ba, ông chú đành từ bỏ ý định, lại còn hao phóng tặng cà rốt miễn phí cho ba bạn thỏ. Cho thỏ ăn rồi bây giờ phải bán hàng tiếp đây. Mệt tay quá. Đúng là bé thật nặng ha. Em của bạn ngủ mất tiêu rồi. Sao không cho em ngủ nhanh dữ vậy? Em có bóng ngủ nha, hay là em có bóng ngủ 20 phút mới dậy. Trời sắp mưa to rồi, nha nha bóng hai màu nha. Sắp tới rồi, con đi chạm. Rồi, bán làm cho thả con đi. Bán làm cho thở con đi. Nãy có bóng ngủ là sẽ mưa làm cho nó ngủ mới được. Con có cho nó ăn cái gì chưa? Dạ rồi. Ôi, con thỏ này tên gì vậy? Con thỏ tên cho nó chưa vậy? Chưa. Tập tên, hay là tập tên trên nó này? Ốc Phong. Ốc Phong. Ốc Phong. À, con của mình đặt tên cho là bông hoa đi. Con cho nó tên là bông hoa luôn đi. Không, con của nó tên là cà rốt đi. Ờ. Bây giờ tụi con lựa lông nào? Con gái nha. Con có cho cái này. Bây giờ ba bạn có tiền không? Con có tiền trong túi, con có tiền. Tiền đây. Tiền đây. Rồi, đủ tiền rồi. Vỡ chân dư dặm luôn nè. Lòng của bạn thì xanh lá cây. Nè, của bạn nào bạn nó cầm về nha. Rồi cô cảm ơn nha, mai mốt lại mua đồ ăn nha. Con thỏ cửa này cần biết lấy cái hôm này à. Thỏ của mình đang nghĩ mút bè bè. Con thỏ của bạn thì đang chưa tắm phân. Trời sắp chuyển mưa rồi, mau chóng lên đường về nhà, kẻo không kịp ba bạn nhỏ ơi. Vậy muốn phèn phèn, còn một bạn thỏ thì đang chơi đá banh. Vậy là một hành trình đáng nhớ của ba cô bạn thân đã khép lại. Tuy có nhiều nước mắt, cũng có tranh cãi, nhưng hơn tất cả, tình bạn của ba cô bạn đã được vun đắp khi biết chia sẻ cùng nhau lúc khó khăn và nhường nhịn nhau mỗi khi mâu thuẫn. Và còn biết giúp đỡ mẹ như thế này thì ba bạn nhỏ của chúng ta rất đáng khen phải không nào?